Amy chào các bạn đã trở lại kênh của Amy ha. Bây giờ Amy đã sơn xong cái màu treo này nè. Amy sẽ dùng cái nước thấp khấu là Shiny này, Amy quét lên trước cho cô khách này. Đây, Amy sẽ quét bốn ngón nha các bạn. Đang Amy vuốt cái rơm, đánh cái rơm cho cô khách này nửa ngón. Chia sẻ với các bạn hôm bữa là Amy đánh rơm nguyên ngón rồi. Vẹt đầu móng nha các bạn. Rồi em mày làm bốn ngón thầy. Bạn nhớ quét cái nước bóng này mình phủ cho nó đều nha. Mình phủ nó không bít hết, nhiều chỗ mình quấn là nó sẽ không có ăn. Bây giờ hai cái ngón danh này em mày sẽ bỏ một cái lớp phôi glue nè, em mình sẽ làm phôi cho cái ngón danh này. Đó là em mình sẽ cho hơn một phút nha các bạn. Các bạn cho hơn một phút thôi, đừng hơi lâu quá. Rồi bây giờ bên đây cũng vậy. Em mình quét sẵn luôn. Hai ngón danh này em mình bỏ cái glue lên nè. Rồi bốn ngón còn lại em mày cũng bỏ cái shiny thấp khấu này lên. Cái hiệu là Mia nha các bạn. Bây giờ khi các bạn coi mà các bạn không biết em mày dùng cái hiệu nào. Tại vì cũng có nhiều bạn chia sẻ với em mày. Nhiều khi các bạn dùng không đúng cái loại thấp khấu á, mình đánh cái rơm nó không có ra, nó không có ăn như cái ý mình muốn. Rồi bên đây em bị tắt đã một phút rồi. Các bạn quét xong mà các bạn dòm cho nó có sập hay là không ha. Bây giờ em chưa có hơi cái tay bên đó nha các bạn. Em để đó, bây giờ em chia sẻ với các bạn tay bên đây hơi một phút nè. Bây giờ em sẽ giật cái thôi ồ trước. Em không có giật nhiều nha các bạn. Giật ít ít trên cái móng của khách này thôi. Chứ em không có giật nó ra nguyên một bệt. Đó, các bạn thấy không? Em giật cái cũng là kinh tiếng luôn. Cái này em mì hơi xong rồi, bây giờ em mì vuốt cái hiệu nó là các bạn bo phi đi. Bây giờ em mì sẽ dùng cái cục bông nè, bông mạnh đây, em mì chấm một miếng, em mì vuốt nha, em mì vuốt nhỡ móng nha các bạn. Các bạn coi em mì vuốt cái đầu móng trước nè, mì vuốt đầu móng trước cho nó ăn xong rồi nó bớt nó còn ít lại em mì mới vuốt lên nữa cái móng, các bạn thấy không? Nó ra ấm rê rất là đẹp. Các bạn đừng có đặt ngay giữa móng nha, mà các bạn phải đặt dưới đầu móng cho mình vuốt cho nó sạch. Nó sạch cái miếng bông gòn này nè. Nó ăn bớt ở trên đầu móng. Các bạn mới nhẹ nhẹ đi lên nửa cái móng. Nó mới ra cái ấm rê lai nha các bạn. Đó. Mình vuốt cái đầu móng cho nó ăn hết, cho nó đậm hết. Rồi bắt đầu mình mới rê lên. Rơi lên trên là mình kéo nhẹ nhẹ tay thôi. Các bạn thấy nó ra ấm rơi rất đẹp. Các bạn thấy nó lai ít lên trên. Dài hộp thôi. Như mình kéo kim tuyến vậy đó. Ở bên đây cũng vậy. Các bạn thấy cái thấp khấu này mình cho hơi đúng một phút thôi. Đó, rồi mình lê mình nhẹ cái tay. Các bạn thấy không? Mình kéo lên tới sát luôn nè. Đó, nó rơi lê xuống. Chỉ có ở dưới đầu móng là nó đậm thôi. Bây giờ em mì dùng cái chổi quét những cái bụi ra hết nè. Đó, lại em mì đã xong một bàn tay nè các bạn. Bây giờ em mì sẽ cho hơ cái bàn tay bên đây ha. Em mì đã bỏ nước bóng xong, em mì chỉ hơ một phút thôi nha các bạn. Các bạn đừng hơ quá lâu. Rồi, kể như là em mì đã xong bàn tay nè các bạn. Cũng như mình tính như là 10 ngón vẽ vậy. Đó, bây giờ em mì apply một cái nước thấp khấu lên nữa. Rồi, em mì đã xong cái bàn tay bên đây.
mình làm cái này mình lấy tiền cũng ngon các bạn, mà còn nhanh hơn là mình vẽ 10 ngón cho khách nữa. Các bạn thấy y như là mình làm ấm rê luôn. Bây giờ xong tay này ha, các bạn thấy là đèn em mì nhảy là sắp đủ 1 phút rồi đó, đúng 1 phút. Bây giờ em mì sẽ cho hơi keo tay bên đây và em mì sẽ dịch cái thoi trước nha các bạn, y như lúc nãy. Em mì dịch cái thoi nhẹ nhẹ thôi cho nó không có ra nguyên một ảnh ha, mình rê rê cho nó đẹp chứ mình không thích ra một ảnh đó. Các bạn thấy xong mới ngón thoi rồi. Bây giờ em mì vuốt cái vơm neo cũng vậy nha các bạn. Đó, các bạn chấm một miếng trên đầu này ha, mì vuốt bằng cái cục mót bự này cho nó nhanh. Mình cũng bắt đầu quýnh đầu móng trước cho nó ăn nó bớt cái, rồi là mình quýnh lai lên nè. Đó, bạn thấy nhẹ nhẹ mình lai lên. Đó, các bạn thấy không, nó ra ấm rê rất là đẹp. Rồi, đây cũng vậy nè. Đó, trên đây cái mình kéo nhẹ nhẹ cho những cái kim tuyến nó rê lên. Bạn biết mình đánh cái này là do cái tay mình có nhuần nhuyễn hay là không thôi. À, cô khách này có hơi có bị đụng ngón này rồi nè, nhưng mà không sao, mày để vậy làm luôn. Đó, các bạn thấy à, rất là đơn giản, ai làm cũng được hết. Thường khi em mì còn thích làm những cái này hơn cái vẽ nữa các bạn, mình ăn tiền nó nhanh mà nó khỏe nữa. Đó, lại mì đây đánh rơm theo kiểu ấm rê đó các bạn. Đó, lại mì đã hoàn thành xong cái bộ tay này luôn, bàn tay bên đây. Bây giờ em mì bỏ nước thấp khấu lên cái nữa là mì đã hoàn thành luôn các bạn. Và hôm nay em mì chia sẻ với các bạn là cách mà giật cái thoi của nó, với mình đánh cái rơm này nó theo là nửa móng như ấm rê đó các bạn, rất là nhanh gọn lẹ luôn. Đó, ok các bạn, bây giờ em mì là cho hơi cái bàn tay này 1 phút nữa là em mì đã xong. Còn đây bàn tay bên này đã xong rồi, hãy mình chia sẻ với các bạn, đây là mì đã xong rồi. Ok các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái video nhỏ cách mà đánh rơm giật foil. Em mình xin tạm dừng video tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Các bạn đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh ủng hộ em mình nha. Em mình xin chào tạm biệt.